biết giống bé luôn. Không, của em nó không có. Cháu sân thì thấy không có cổi luôn chứ. Không. Cảm giác của em đấy thôi chứ không có. Tối em bữa nữa có hay không là biết chúng sáng cái gì con đến 9 giờ không ta? 9 giờ kém 10. Ai chị Lan vậy thấy em đang nằm à? Nó nói 9 giờ hơn. Chị nằm mơ thấy sông thần. Chị đang làm chắc đang qua đó, qua đó. Giờ em ớn luôn á, em chờ em qua, giờ qua là cả tiếng đồng hồ luôn á. Chị hẹn chị đó 3 giờ. Lấy à? Bật điện làm chi trời? Tắt bóng hay là cho mình điện chó. Hồi nãy như em làm rớt cái đồ chi cái bền tĩnh nè. Em ngủ đây à? Ngủ ở trên trên này nè. Bên phòng kia. Chứ rằng chị là em biết. Thì sáng kia nó cũng dậy một lần rồi. Thế nó mắc tè mày nhát. Em cứ tưởng mí nè.
Dạ, chị Lan, chị kêu con Ly. Nên chị ghé qua phòng em chơi luôn. Qua thăm Huệ. Huệ làm ăn răng rồi. Để em mũi em. Thường 9 giờ qua lấy đồ đúng không hả? Sáng nay họ qua 9 giờ kìa. Chứ có ai mở cửa đâu mà. Thường là em bị điện thoại cứ sáng họ đi gọi. Sáng đi em giảm thử đêm giảm lượng răng á.
Còn biết đáp phán về mà không nghe chi luôn chị. Hồi nãy biết bạn này. Chắc họ qua mà rồi gọi không được ạ. Chắc họ qua không có cái họ về cái họ qua lại đó. Đau quá đúng không em? Dưới này xin. Tẹo cổ. Quẹo quẹo đi nè.